Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Như video hôm trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi là chiều hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng bạn Trình và với các bác ở trên xá nữa thì sẽ cùng lên và xem cái chỗ phần đất của các em, xem là có làm được nhà không. Nếu mà được bên xá chấp nhận là cho làm thì cháu Lực với bạn Trình hai kênh sẽ cùng tiến hành để xây cho các em một cái ngôi nhà ở đây này cô bác. Thì em Sử thì đang đi trước cháu Lực rồi. Chào chị, chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thôi, bạn Trình thì bây giờ đang đi xuống cái nhà kia rồi cô bác. Vừa rồi thì bạn ấy đi xuống trước cháu Lực là một lúc. Anh Trình xuống nhà kia chưa? Xuống rồi à? Cái củ này hôm nọ đã đào hết chưa hả Sử? Chưa đào hết à? Bây giờ thì cứ đào cái củ này dần dần đi nhá. Đấy, rồi thì một hai hôm nữa thì sẽ, nếu mà được thuận lợi thì sẽ là đào cái phần nền trước. Thôi bây giờ thì đi xuống cái nhà đi. Củi này là củi nhai đấy. Củi nhà chú à? Đấy, để đây nhiều lắm rồi nhỉ. Để đây để khô thì mới mang đi về nhà. Hải thì có ở nhà không? Có à? Thế còn ông? Ông có à? À, ông ấy đang làm gì ở ruộng kia đấy? Không biết à? Thưa các bác, là hiện tại thì cháu Trình cùng với lại bạn Lực cũng đã ra đến đây rồi. Đầu tiên thì cho cháu Trình xin được chào tất cả cô bác anh chị đang theo dõi kênh của Bản Em. Đây bên kênh của bạn Lực thì hôm nay nhận được cái sự hỗ trợ của tất cả các bác thì cháu Trình cùng với lại bạn Lực cũng đã kết hợp với nhau và lên đây và có mời được các chú ở bên xã và anh trưởng thôn. Đấy thì giới thiệu với các bác, đây là chú đại diện ở bên xã. Cháu chào chú nhé. Vâng, cảm ơn chú hôm nay đã bỏ chút thời gian lên đây để cùng với lại chúng em, chúng cháu. Kính thưa cháu, kính thưa toàn thể các bác gia đình. Thế thì hôm nay cũng rất là vinh dự được các cháu đoàn từ thiện đến sáng ngắn trung thịnh, nói chung là thôn Đồng Sán nói riêng, là đặc biệt là hộ gia đình. Thời gian qua thì gia đình rất là khó khăn, gia đình cũng rất là mong sự giúp đỡ hỗ trợ của nhà nước cũng như là của từ thiện và của các huyện cũng như các tỉnh và anh em kiểu nước ngoài. Thì hôm nay thì các cháu đến thôn để ủng hộ gia đình. Gia đình của các cháu và các bác ở đây, các cháu có các bác có cái người nhà từ nay sinh hoạt để ổn định gia đình, sản xuất gia đình, phục vụ cho gia đình thì cũng phát triển kinh tế ngày càng phát triển lên. Cũng rất là cảm ơn và đồng thời cũng không chỉ là gia đình này, tới nay cũng mong các cháu và các đoàn từ thiện cố gắng và tìm hiểu và cũng cố gắng giúp đỡ xã chúng thiện và nói chung và thôn Đồng Sán riêng. Hiện nay thì báo cáo là các cháu thì đối với xã chúng thiện thì nghèo còn chiếm rất là nhiều, chiếm đến 65%. Đấy cũng là mong muốn là sự giúp đỡ của các cháu và cũng như của đoàn từ thiện cũng như là của tập thể cá nhân tới nay cũng tiếp tục đầu tư và hỗ trợ cho gia đình để tới nay vấn đề kịp với em xã bản. Nên là tôi cũng có thay mặt của xã
chú Thịnh cũng như cảm ơn, rất là cảm ơn của các cháu đã đến nơi và thực tế như thế này, tôi cũng rất là cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chú. Vì đấy thì khi mà cháu Trình lên chia sẻ về cái hoàn cảnh của bác cháu đấy cùng với lại bạn Lực thì cũng đã tìm hiểu về gia đình của bác cháu, là bây giờ là bố là mất rồi đúng không? Bố mất, mẹ là bỏ đi lấy chồng mới rồi đấy, còn là bà thì cũng mất rồi, bây giờ là chỉ có em Sử với em Hải là ở với ông thôi. Đấy thì hôm nay là bên xã cũng ra để xác nhận rồi các bác nhé. Đấy. Và cái miếng đất này thì có làm được nhà không chú? Có, đây là mong muốn nhất là đất thì cũng tranh chấp với nhau, thì gia đình là đất gia đình mình có thể là cất giấu ở đoàn thực thiện, hoặc là gia đình cố gắng để mà làm được cái nhà. Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Đấy thì hôm nay khi mà lên đến đây thì cháu cũng để cho các chú là tin tưởng, thì chúng cháu là chuyên làm việc thiện nguyện và hiện tại thì ở bên huyện của mình ấy, huyện Xín Mần ấy, thì chúng cháu cũng có 3-4 cây và đang xây dựng được 6-7 nhà rồi, ngôi nhà rồi ở các xã khác nhau. Đấy thì hôm nay là cháu thì là kết hợp với lại bạn Lực mỗi người một cách riêng để mà lên cùng nhau là hỗ trợ làm nhà trong cho ba ông cháu. Đấy thì quá trình làm nhà thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của bên xã. Còn về cái phần đất này thì hôm nọ cháu Lực cũng cùng anh trưởng thôn ra một lần rồi, và hôm nay thì cháu Lực với bạn Trình là cũng có hẹn với các bác ở bên xã là chiều hôm nay hai anh em sẽ cùng các bác là lên và xác nhận lại thêm một lần nữa để cho cháu Lực với bạn Trình là hai anh em sẽ tiến hành làm nhà cho bao cháu càng sớm mà tốt cô bác. Tại vì là mùa này thì sắp là vào rơi vào mùa đông rồi, cho nên là hai anh em cũng muốn là hoàn thiện cho nhanh để cho bao cháu kịp tới mùa đông này. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin gửi lời cảm ơn tới kênh của bạn Hoa Cải Vàng và trên kênh của cháu Lực. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân rất là nhiều đã luôn luôn tin tưởng hai kênh để gửi những tấm lòng vàng đó cho cháu Lực với lại bạn Trình, hai anh em cùng kết hợp với nhau để dựng cho ba ông cháu có một ngôi nhà mới hơn và khang trang hơn cô bác. Đây là cảm ơn chú nhé. Đấy thì đây thì tôi có xã có thế nào về là cái phần này cũng được, nhưng mà không liên cây đâu, đây không có gì cả. Dạ. Đó là một người dân bảo dân cử miền làng. Dạ. Mà rất cảm ơn các mạnh thường quân tất cả mọi người trong canh đã dâng đến cho ông cháu mình làng, nhưng mình không dâng đến được, mình tạo điều kiện cho xã đi làm về cái nhà hỗ trợ, có nhiều rất nhiều tay hỗ trợ nhé. Dạ. Hỗ trợ thì ông bảo không làm được, mình không cho được, nhưng mà các chú cứ mạnh thường quân các chú đi làm xây cho ông thì rồi. Như xin chào. Như anh trong thời gian tới thì chúng em lúc mà tiến hành mà làm nhà đấy thì là rất là mong anh sẽ hỗ trợ cho anh em một chút về cái phần cái khoản này nhá. Đấy khoản là nguồn đấy, gọi là vận động bà con ra để hộ bà không con vận động, nhưng mà như em Sử này nên để không được thì về gọi, nếu mà không vậy thì có không biết về mấy người muốn nữa. Đấy tại vì là cái chỗ nền nhà của bọn cháu đấy các bác thì cái đường thực sự đi lại rất là khó khăn. Đấy thì cái quá trình mà cháu Trình cùng với lại bạn Lực lên để chia sẻ với ba ông cháu ấy thì cũng đã đi tìm đất mua rất là nhiều rồi, nhưng mà hầu như là ở khu vực này là không ai bán cả. Đấy, người ta bán là rất là đắt, một miếng là trên 10 triệu một mét cơ các bác, mặt đường ấy mà còn thì... là rất là dốc nữa cơ. Đấy thành ra là hai anh em không có cảm thấy là nó không có tiện để mà cảm thấy là nó không có được phù hợp. Đấy và cái số tiền của các mạnh thường quân gửi đến thì cũng không đủ để mà có thể mua một miếng đất mà trị giá trên 10 triệu đúng không? Một mét như thế thì thực sự để mà mua một cái miếng đất ở đấy thì thà là làm ở đây còn tốt hơn nhiều ấy. Miếng đất 10 triệu thì nó gần bằng đất ở bên chỗ bằng đấy, mặt đường ở tỉnh lộ rồi. Đấy thì hôm nay cũng rất là vinh dự và được các chú ở bên xã đã thông qua và đã phê duyệt rồi. Đấy thì khả năng là tầm ngày mai trở lên, hôm nào trời tạnh mưa là có thể chuyển vật tư lên rồi đấy nhỉ.
Còn như nếu mà cái chỗ mảnh đất ở đây thì có thể nói là vận chuyển cái vật liệu vào nó sẽ hơi là khó, nhưng mà đến lúc mà mình làm, mình cần những cây cối là nguồn nước như này thì nó cũng ở đây luôn. Thành ra là mình cũng không phải là đi đâu tìm nữa. Bây giờ chỉ lo nhất là cái khoản mà mình vận chuyển vật liệu thôi. Nếu mà ngày nắng như độ tầm một tuần thì mình dùng xe máy đi chở thì nó cũng chở từ từ nó sẽ hết, nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn một chút. Đấy, nhưng mà vào hôm mà ngày vào mưa thì không có chở được cô bác. Đấy, cái đường bên kia như hai anh em mà lúc mà lên chia sẻ hoàn cảnh của bao cháu, hôm nào mà gặp vào ngày mưa thì hai anh em còn phải là đi xuống xe và đẩy xe lên thì mới đi được cô bác. Hải có thấy không? Đình cũng cố gắng thôi nhỉ, cháu nhỉ. Bây giờ đã được các cháu đây là gọi là hỗ trợ của phần đầu tư, nhưng mà đầu tư tất cả. Mong muốn là gia đình cũng phải phối hợp, gia đình cũng phải cố gắng để mà được một cái nhà để mà mình làm sinh sống và cho các cháu đi học. Nhà gia đình cũng phải có tình thân và cố gắng giúp đỡ với nhau để mình có căn nhà ở. Đây thì các cháu cũng đi ngoài giao lưu về thì mới có cái tiền đấy, không ai cho mình đâu. Mà mình thấy là các cháu đó khó khăn, gia đình khó khăn thì với xã chúng tỉnh chúng ta thì đặc biệt rất là khó khăn, nhưng mà cứ ban đầu là khó khăn nhất đó. Thế thì không phải là mỗi gia đình mình đâu, nhưng mà các cháu sẽ khó khăn nhất, xong là hỗ trợ trước. Dần dần thì có thể là mình hỗ trợ với nhau, chứ còn không phải là gia đình mình cứ bặc kệ cho các bạn để hỗ trợ mình đâu. Mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình mình, với con cháu mình, và mình cũng phải luôn luôn phải quan tâm đấy nhá. Dạ, thế thôi nhá. Dạ vâng, cảm ơn chú nhá. Dạ, cô ơn nhá. Thì xã thì cũng rất là quan tâm đến gia đình của bao cháu. Đấy, một lần nữa thì xin được cảm ơn các chú rất là nhiều. Đấy. Nhá. Dạ, đó nhá. Đó rồi. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ủng hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Thì cái phần bản vẽ mà thiết kế làm nhà ấy thì cô bác, thì hai anh em cũng đã thảo luận với nhau. Là ở đây thì các cô bác là nếu mà cũng theo dõi về kênh của anh Quyền Yểm TV và kênh Bạn Trình thì cũng biết là mẫu nhà của bên A Pháo, bên A Hải là làm như nào rồi. Và cái ngôi nhà làm như thế thì nó rơi vào đâu đó là tầm 60 mấy mét vuông cô bác. Thì là một gia đình ở thì nó cũng rất là thoải mái cho ba ông cháu rồi. Đấy. Khả năng là hai anh em mình quyết định làm theo cái mẫu nhà đấy nhỉ? Giờ thì hai anh em mình sẽ bản vẽ thì hai anh em mình có chưa có cái đủ mà về thì hai anh em mình sẽ trao đổi và nhờ anh Quyền để cho anh Quyền lên cái bản vẽ cho hai anh em để cho nó thật là chính xác hơn cô bác. Tại vì anh Quyền là làm được mấy ngôi nhà rồi, cho nên là anh ấy biết rất là rõ về những cái mẫu nhà mà ở canh thiện nghiệm trên vùng cao hay là làm cô bác. Đấy, còn như bây giờ nếu mà đào thì theo bạn thì phải đào đến tận trên cái cây sau mọc kia xuống ấy chứ. Khả năng là phải đào đến hết cái chỗ phát này đấy. Đấy. Vì đào càng rộng càng tốt thôi. Nha, xử nhá. Vâng. Đấy. Mấy cục đá này không biết có đào được không nhỉ? Khả năng là không to phết đấy. Cục đá này thì nó gọi là như kiểu đá như kiểu đá giòn, như kiểu đá đất ấy thì là nó sẽ, nếu mà mình đục thì nó sẽ rất là dễ vỡ thôi. Còn là mình sợ nhất là gặp những cái tảng đá mà tảng đá xanh ấy. Loại đấy thì nó mới khó. Đấy, còn bây giờ thì hai anh em sẽ cân đo đong đếm và
làm cho các em một ngôi nhà. Còn là sau này nếu mà còn dư thừa thêm một chút đấy thì cô bác thì là sẽ xin phép mình sẽ làm một cái chuồng trại nho nhỏ nào cho đấy cho các em đấy, cũng phải tính cho các em là dư ra một chút để làm thêm cái phần là chuồng trại cho các em cô bác. Bây giờ mà làm phần cái ngôi nhà này xong thì nó không có cái chuồng trại nào thì nhìn thấy ngôi nhà đấy nó cũng hơi trống vắng. Thế thì như ba ông cháu tính là cũng hợp lý đấy, tại vì từ cái chỗ nhà mới này mà đi nhà cũ thì cũng khá là gần. Đúng rồi. Cho nên là cái chỗ nhà cũ thì có thể là tận dụng để mà nuôi những cái con vật nuôi ở đấy cũng rất là tốt. Ở đấy là có chuồng trâu rồi đấy, lợn là cũng có chuồng lợn thì nuôi là nuôi ở đấy, còn ở đây nhá, thử nhá. Đấy còn hai anh em thì bây giờ là ở với ông. Thấy nhiều bác này cũng bảo là bây giờ xây nhà này không biết là xây cho ai, xây cho Sử hay là xây cho Hải. Thế thì thật sự mà nói thì hai anh em thì cũng rất là thương mến nhau đó các bác. Bây giờ thì hai em còn nhỏ thì có thể là ở chung đấy, ở chung với ông. Sau này mà lập gia đình ra thì có thể là Sử sẽ đi ra ngoài ở cái nền đất cũ, thì lúc đấy thì Hải cũng lớn rồi, thì hai anh em lại cùng nhau kiếm tiền để mà gộp vào để làm cái nhà mới để cho anh, đúng không? Đấy, ví dụ như em ở đây thì em sẽ phải phụ cho Hải làm một ngôi nhà mới, còn Hải ở đây thì Hải cũng phải phụ em làm thôi, đúng không? Đấy thì hai anh em là bây giờ cũng còn nhỏ thế này thì anh cũng muốn nhắc nhở là không được, sau này không được tranh chấp gì nhé. Có hai anh em thì phải yêu thương nhau thôi, xong là ngôi nhà này thì gọi là ngôi nhà chung rồi. Đấy, sau này em mà lớn lên thì em có thể ra ở ngoài đấy để hai anh em phụ giúp nhau để làm nhé. Sau này mà bây giờ các bác tạo cho một cái bàn đạp như này rồi thì sau này lớn lên hai anh em đấy đi làm cùng nhau và kêu góp với nhau để làm thêm một cái ngôi nhà nữa thì là hai anh em cũng đã đủ rồi cô bác ạ. Còn về cái phần là làm cái bản thiết kế làm nhà đấy thì theo bạn nếu mà làm như mẫu nhà của anh Hải thì chiều ngang thì là 12m đúng không? Còn đúng chiều dài, chiều sâu đi thì là sẽ là 6m đúng không? Đấy. Đấy. Thì bây giờ mình có thể là mình nói như thế, mình đang lên cái bản vẽ của bác thì nó sẽ ngôi nhà nó sẽ hẹp một chút thôi, nhưng mà lúc mà mình làm nhà xong ấy thì vào trong thì mới nhìn là cái ngôi nhà mà nó rất là rộng luôn. Đấy thì có thể là cấu trình cùng với lại bản lực đang nói như thế này thì có thể một số bác không hiểu về cái mẫu nhà đấy thì quý bác anh chị có thể là bên qua bên kênh của anh chị Quyền Hiệp TV đấy để xem cái mẫu nhà như là A Hải và A Páo. Hiện tại thì các đội thợ đấy cũng đã làm xong nhà của A Páo rồi. Nếu như mà để mình xuống hỏi xem là các anh thợ có lên đây làm được không, nếu mà lên đây làm thì sẽ cho các anh thợ lên làm bây giờ thì nhanh hơn. Bây giờ thì thứ nhất thì mình phải đào được cái phần nền á. Đấy, phần nền này thì đây thì thưa các bác là chỗ này thì không có máy xúc không có thể vào được, và đây thì sẽ hoàn toàn là có thể là vận động bà con trong thôn là ra nhờ một hôm. Còn nếu mà sau đó mà làm không hết thì cháu Lực với bạn Trình là sẽ tính đến cái phương án khác của bác. Chứ Sử thì em thì lớn này thì đã đi đổi công được với ai chưa? Có rồi à? Thế mà hôm đấy mà đến lúc mà đào cái phần nền đấy thì là anh với lại anh Trình là sẽ mua cái thức ăn lên, rồi thì em sẽ nhờ bà con là ra một hôm nhá. Đấy, như ở đây thì có rất là nhiều cô bác cũng có điện với cháu Lực bảo là tháng 7 này thì không có được làm nhà. Thì đây là một cái quan niệm mà nó cũng rất là tốt thôi, nhưng mà cái người đồng bào dân tộc Mông của bác lại không có kiêng kỵ về cái phần đấy, cho nên là nếu mà đào cái phần nền nhà thì có thể là không cần chọn đến ngày, nhưng mà đến lúc mà mình đào móng thì hôm đấy là mình sẽ chọn. Đấy, cái nền thì không cần đấy, cái nền là không cần phải chọn ngày đâu các bác, đến khi mà bắt đầu đào móng thế thì nền nhà là phải tiến hành đào càng sớm càng tốt các bác ạ, để cho đất nó cứng đi. Đúng rồi. Đấy, tháng này không làm được thì phải đào để đấy, để xong là hết tháng thì mới ra làm, thì đất nó đã cứng hết rồi thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì đến sạt lở nữa các bác. Còn là như cái này nếu mà đào được trên kia xuống này, đào chít trên kia xuống này thì nó là hoàn toàn bằng cái đất mà nó đất cứng của nó rồi, nó không phải là đất mượn, thành ra là cũng không có sợ bị sạt lở đâu. Còn như ở trên kia thì nó cũng bên kia thì cũng có 4-5 hộ dân là xung quanh nhà các bác. Bây giờ thì có thể là đang quay như này thì không có nhìn thấy những cái hộ dân nào mà ở trên này, nhưng mà nếu mà ở từ trên cao kia nhìn xuống thì chắc phải rơi vào tầm là 6-7 cái hộ dân là xung quanh ở đây.
Tại vì cháu Lực cũng nói rất là nhiều lên trên video rồi. À, ở trên vùng cao thì nó sẽ từ thấp này, cao dần này, nó như kiểu một cái ruộng bậc thang ấy. Cho nên là nhìn thấy những ngôi nhà nhau thì nó cũng rất là khó. Còn ở mấy cái phần này thì sau này nếu mà mình làm mà mình có tận dụng đến ván thì mình có thể là chặt những cái cây này đi để mình tận dụng. Và cây này thì chắc chắn là mấy đứa làm nhà xong thì phải chặt đi rồi. Sợ là mưa to, gió lớn, bão thì nó sẽ đổ. Tấm ván thì cũng phải dùng rất là nhiều, cho nên là mấy cây này chặt bớt đi để cho thoáng cái ngôi nhà đi. Đấy, mặt tiền đi. Còn ngôi nhà thì không biết là làm hướng xuống nhỉ? Cửa là hướng xuống này. Đấy, nhà thì bây giờ chỉ làm hướng xuống đây này. Xe thì mình sẽ đào một cái đường từ trên kia sang bên này luôn là được rồi đấy. Cái chỗ phần đất này cô bác thì là mọi cái sóng điện thoại thì đều có đầy đủ rồi, và nó không có bị không mất sóng như cái nhà cũ của các em hiện tại nữa. Và mặc dù hôm trước thì bạn Trình cũng có mua cho em sử là một cái điện thoại, nhưng mà có thể em ấy đi ra ngoài thì cháu Lực với bạn Trình mới liên lạc được. Nếu mà em ấy cứ điện thoại trong nhà thì không bao giờ để mà điện được cô bác ạ. Có những công việc gì mà cần điện đến điện thoại thì cần gọi điện về thì lại thuê bao, thành ra là cháu Lực với bạn Trình lại cất công chạy từ dưới nhà cái lên. Còn từ chỗ nhà bạn Trình lên trên này thì khá là xa cô bác, đi rơi vào 4 tiếng đồng hồ. Đấy, cả đi cả về là 8 tiếng đồng hồ cô bác. Bảo là đi xe 8 tiếng đồng hồ thì rất là mệt. Đấy thì nhân tiện đây thì mình cũng muốn thông qua bên kênh của bạn là có thể thì có những hôm là mình không thể lên chỗ nhà của bang cháu được. Đấy thì cháu Trình cũng đã kết hợp với bạn Lực rồi. Thì cũng đã, hai anh em đã thảo luận với nhau rồi. Có hôm cháu Trình không lên được thì bạn Lực sẽ là người mà lên thường xuyên hơn. Tại vì như bạn Lực cũng vừa mới nói rồi, từ cái đoạn đường mà nhà cháu Trình lên đây rất là xa. Và có những hôm mà ở đấy mưa, mà ở đây không mưa thì cũng không lên được. Đúng rồi. Đấy, tại vì quá xa đi. Và khi mà mưa xuống thì đường nó đi rất là khó, đường đất ấy, thì không thể lên được, muốn lên cũng không lên được ấy các bác. Nên là rất là mong các bác thông cảm. Có thể là về cái phần đào móng nhà thì bạn Lực sẽ ra thường xuyên hơn. Và cùng với lại em Sử, em Hải khả năng là cũng phải đào dần đấy nhỉ. Bây giờ thì chắc là đào móng nhà là mình đào dần đi để cho nó chắc cái phần đất á. Đấy. Rồi thì vật liệu thì chắc là mình có thể là mình trở ra bên kia tầm độ cho nó gần đủ đi. Rồi thì mình nhờ bà con là một hôm luôn. Đấy, mình nhờ đến anh trưởng thôn và cho anh trưởng thôn vận động là nhờ bà con một hôm, để lúc nào mà nó mà không hết thì mình sẽ tính đến cái phương án khác. Đấy. Thì trước tiên là cứ tính như vậy đó. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng đã cùng với bạn Trình là gọi các bác ở bên xã ra. Thứ nhất là để xác thực với tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là không biết là cái miếng đất của nhà các em này thì là đất mà làm được nhà và không có tranh chấp với ai. Muốn ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết về cái phần đất và cũng như hoàn cảnh của ba ông cháu là được ở bên xã, các bác ở bên xã là nắm rõ nhất. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Trong thời gian sắp tới thì có thể là làm nhà nó sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi phí khác, nên cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho cháu Lực hoặc là bạn Trình để cho hai anh em đủ cái phần kinh phí và đủ cái phần kinh phí để tiếp tục để hoàn thiện cái ngôi nhà cho ba ông cháu càng sớm càng tốt cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào các bác. Cháu Sử kính chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.